Tại Việt Nam, cây ăn quả được trồng và phân bố rộng khắp ở hầu hết mọi tỉnh thành từ Nam chí Bắc, phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước, đồng thời xuất khẩu sang nhiều khu vực trên toàn thế giới. Để góp phần mang đến lợi thế lớn cho các nhà vườn, hộ gia đình phát triển vườn cây ăn quả, nhà vườn Lê Hiếu không ngừng nghiên cứu, cập nhật những cây giống mới, lạ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến để đạt chất lượng và đảm bảo số lượng cho khách hàng trong tỉnh cũng như trên toàn quốc. Ba nhóm cây chính đang được chúng tôi cung cấp đó là cây cà na Malaysia, giống cây cho năng suất và chất lượng cao hơn cả cà na nước ở Việt Nam, rất dễ trồng, chịu ngập và chịu phèn tốt, cây cho trái quanh năm. Cà na Thái trái to, cực kỳ dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, lại cho năng suất cao. Cây cho ra trái sau 1 năm, thích hợp mọi điều kiện khí hậu và cho ra quả quanh năm, đem lại lợi nhuận cao hơn so với đậu phộng, lúa. Mận xanh đường, giống cây có chất lượng tốt, dễ trồng, nhanh sinh trưởng và chống chịu sâu bệnh hại, cho năng suất cao, quả to, giòn ngọt như đường, với giá bán rất cao, đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con. Trong nhiều năm liền hoạt động và phát triển, nhà vườn Lê Hiếu tự hào trở thành nhà cung ứng cây giống hàng đầu cho các tỉnh miền Nam với các chủng loại giống cây đa dạng, chất lượng được cam kết hàng đầu, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, bán lẻ của khách hàng cả nước, hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật ươm trồng, phát triển, nhân giống các loại cây có năng suất cao, đúng mùa vụ, đảm bảo cây xanh tốt quanh năm, cho mùa bội thu, đem lại lợi nhuận tối đa cho bà con. Lựa chọn cây giống do đơn vị chúng tôi cung cấp, khách hàng luôn được cam kết về chất lượng cây giống, tư vấn kỹ thuật kỹ càng, giữ vững mối quan hệ bằng tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, hỗ trợ lẫn nhau trên sự nghiệp kinh doanh. Vậy nên khi có bất kỳ nhu cầu đừng quên liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0973 421 880 hoặc đến địa chỉ Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Kính chúc quý khách hàng, quý bà con mùa vụ bội thu ngày càng giàu mạnh. Nhà vườn Lê Hiếu vô cùng vinh dự và tự hào trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con nông dân.